Mới đây trên mạng xã hội có nhiều cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh, video gắn ghép với một nữ công nhân Samsung kèm danh sách những người đã dính HIV gây xôn xao dư luận. Trước tình hình này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh làm rõ. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trường hợp người phụ nữ sinh năm 1986, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin không đúng sự thật về việc nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người. Thông tin đăng tải có kèm cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm. Tại cơ quan công an, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook của mình. Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngày 26 tháng 7, hai cháu nhỏ đi mò ốc ở lòng hồ thủy điện tại tỉnh Lai Châu bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, một chiến sĩ công an nghĩa vụ của tỉnh Lai Châu đã nhảy xuống để cứu hai cháu nhỏ và rất may mắn là hai cháu đã thoát chết. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, Lò Mạnh Toàn 6 tuổi và Lò Hạ Vi 4 tuổi đi mò ốc cùng bà nội ở lòng hồ thủy điện Bản Chát, xã Pha Mu, huyện Than Uyên thì bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Thấy cháu chới với, bà nội Lò Thị An đã hô hoán kêu cứu. Lúc này, hạ sĩ Lò Văn Thanh đang cắt cỏ phụ giúp gia đình, nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới nhảy xuống hồ để đưa hai cháu lên bờ và tiến hành sơ cứu hô hấp nhân tạo. Một lúc sau, sức khỏe của hai cháu đã ổn định. Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hạ sĩ Thanh 20 tuổi, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và đang công tác tại trại tạm giam công an tỉnh Lai Châu. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ này đang trong kỳ nghỉ phép. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có gần 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm. Đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ. Trong số đó, có 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông, hồ, kênh, mương, biển mà không có sự giám sát và bảo vệ của người lớn. Trong thời gian bảo trì hệ thống tủ điện nhà máy nước ở thành phố Thủ Đức, hàng chục nghìn hộ thuộc địa phương này cùng với 5 quận huyện khác bị cắt nước, nước yếu. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết khi hệ thống cấp nước hoạt động lại, một số nơi xa nguồn có thể phục hồi chậm hơn so với dự kiến. Đơn vị sẽ điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường tiếp nước bằng xe bồn đến các nơi quan trọng bị ảnh hưởng. Nước bị cắt trong 4 giờ, từ 23 giờ ngày 27 tháng 7 đến 3 giờ ngày 28 tháng 7. Trong đó, 7 quận 7 cùng với 2 huyện Nhà Bè, Cần Giờ sẽ bị cắt nước toàn bộ. Một số nơi khác bị cắt nước một phần, gồm thành phố Thủ Đức, phường Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhân Phú B và khu công nghệ cao. Quận 8 gồm có phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Tại huyện Bình Chánh, nước cắt toàn bộ ở xã Bình Hưng, còn nước trên địa bàn xã Phong Phú bị yếu trong thời gian bảo trì. Nhà máy nước Thủ Đức khánh thành năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho gần 1 triệu người ở các quận huyện phía Đông và Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có trạm bơm nước thô công suất 315.000 m khối một ngày, nhà máy nước xử lý nước công suất là 300.000 m khối một ngày. Tuyến ống chuyển tải nước sạch chiều dài gần 26 km, có đường kính từ D900mm đến D2000mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ. Trước khi khu vực này bước vào đợt mưa lớn tiếp theo, cảnh báo nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Đáng lưu ý, từ đêm 28 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.
Lượng mưa ở vùng núi và trung du có thể lên tới 70-200mm một đợt, có nơi trên 250mm, trong khi đồng bằng hứng chịu lượng mưa từ 50-100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo do mưa dông xuất hiện sau đợt nắng nóng, người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn có thể gây nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong khi các thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa khắc phục xong, thì dự báo trong những ngày tới, địa phương này tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Diễn biến mưa ngày càng cực đoan, cường độ lớn gây ra rất nhiều nguy hiểm cho vùng trọng điểm thiên tai và đặc biệt là sạt lở đất cũng như là ngập lụt. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại địa phương này. Các đợt ngập trước thì chỉ 2 đến 3 ngày, nước sẽ rút hết. Thế nhưng đợt mưa lần này đã khiến tình trạng ngập lụt ở bản Bó Phía, phường Trường An, thành phố Sơn La kéo dài dự báo đến 7 ngày. Là vùng rốn ngập, trũng thấp, bao quanh là núi đá, nên nơi đây trở thành túi nước khổng lồ mỗi khi mưa lớn. Nỗi lo càng lớn hơn khi dự báo Sơn La chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa lớn khác, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cái đợt ngập úng này thì là cái trước kia thì nó cũng có xảy ra, nhưng mà nó chỉ là mấp mé ở dưới chân thôi, và có năm cao nhất thì cũng có, nhưng mà không đến mức nó phải ngập đến cao như thế này. Mà cái đợt này là cái đặc biệt nhất, là nước lên nó rất là nhanh và nước úng thì nó lại xuống rất là chậm so với mọi khi. Mọi khi lên thì cũng có thể là 2-3 ngày nó đã rút rồi, nhưng mà đến thời điểm này hôm nay là bị ngập, là hôm nay là ngày thứ 3. Nhưng mà cái mức nước rút thì bây giờ mới xuống được khoảng 50 phân thôi. Mà cái đỉnh điểm cao nhất là năm nay là đến khoảng 7 mét là chỗ sâu nhất. Là 7 mét là ngập hết một cái nóc nhà. Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều tối ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 70-200mm trên một đợt, có nơi trên 300mm. Để chủ động ứng phó, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua và chủ động ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới. Trong đó tập trung chỉ đạo, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Phải nói là thiên tai xảy ra rất là bất thường, và các dạng thiên tai thì cũng có thể nói là ở với cái cường độ nó khác nhau. Riêng cái đợt này thì cái việc mà ảnh hưởng của cơn bão số 2 thì có khác. Những cái năm trước cũng như là các cơn bão khác thì sau khi mà tan bão thì thường thường là Sơn La hay bị ảnh hưởng về hoàn lưu. Thì sau 1-2 ngày khi bão tan thì ảnh hưởng. Tuy nhiên thì do cái ảnh hưởng đợt này thì cơn bão số 2 thì chưa tan, nhưng mà ở địa bàn Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to và rất to. Sau thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản do hoàn lưu cơn bão số 2 gây mưa lớn bất thường, địa phương yêu cầu tất cả lực lượng 4 tại chỗ phải ứng trực 24/24, rà soát tất cả các điểm xung yếu để di chuyển dân, di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn tuyệt đối ở các ngầm tràn, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, hậu cần, sẵn sàng ứng cứu các vùng ngập sâu bị chia cắt nhiều ngày. Chúng tôi cũng đã trao đổi với tất cả các huyện mà có những thiệt hại về nhà cửa. Thì cái này thì ngoài hỗ trợ về tiền ra thì chúng tôi cũng sẽ có cái hỗ trợ, ví dụ như là tìm chỗ ở mới để làm sao cho thực sự là thuận lợi trong cuộc sống, rồi là hỗ trợ về cái việc san nền, hỗ trợ về việc dựng nhà. Đấy là cái việc mà chúng tôi sẽ làm. Thế còn là một số cái công việc nữa thì chúng tôi phải làm, đấy chính là những cái điểm tái định cư thì chúng tôi phải làm đường giao thông, rồi lo điện, lo nước. Thiên tai năm nay dự báo sẽ rất phức tạp và cực đoan hơn, nên chỉ có sự chủ động của địa phương và người dân trong việc ứng phó từ sớm thì mới có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại.